Mình xin chào các bạn nha. Thì chiều hôm nay một ngày nữa mình lại tiếp tục đang có mặt ở tại cửa hàng xe máy Đức Linh, Tài Ngọc. Địa chỉ cửa hàng là ở số 680 Võ Văn Kiệt, khóm 7, phường 2, thành phố Sóc Trăng. Đây chính là tuyến đường Võ Văn Kiệt nè các bạn, tiếp giáp với đường Phú Lợi, ngay ngã tư ha. Thì hôm nay mình sẽ theo cầu các bạn cập nhật giá Honda Vario đã qua sử dụng cho các bạn. Hôm nay mình sẽ có rất là nhiều phiên bản màu, màu đỏ, màu xanh, màu trắng và xanh lá cây, cực đẹp đó các bạn. Đây, màu này hiện tại là y chang đó, trong màn hình phía ngoài thì giống hệt nhau luôn, chỉ có màu này. Màu này thì ở ngoài nó hơi vàng hơn một xíu. Cửa hàng sẽ bảo hành động cơ cho mình là 6 tháng đó các bạn, cũng như là nhận rút hồ sơ hỗ trợ sang tên toàn quốc. Ok ha. Bây giờ mà không để các bạn chờ lâu nữa, mình vào ngay chiếc này. Đây là Vario đời 2020, giá là 34.500.000. Cả 4 xe đều là động cơ 125 nha các bạn. Màu đỏ. Đó, các bạn nhìn qua nước sơn nha, nói chung là còn đẹp, xe còn đẹp. Có chống trộm đó các bạn. Odo là 13.000 cây số. 13.000 cây số ha. Các bạn xem dưới này nè. Đây. Mình xin nhắc lại cái giá là 34.500.000. Các bạn thích cái màu đỏ này thì mình cứ alo ngay cho cửa hàng để thương lượng giá, tư vấn thêm về vấn đề ship xe và trả góp. Tại vì cửa hàng sẽ có hỗ trợ ship xe toàn quốc nha các bạn. Rồi ha, mình sẽ đến với chiếc xe tiếp theo. Màu xanh ngọc bảo, lục bảo gì đó. Màu xanh lục bảo. Về cái màu này á, là cửa hàng mới sơn đổ lên đó các bạn. Mới sơn đổ lên cho các bạn. Tem vàng đồng. Chiếc xe này đời 2021 nha. Giá là 37.500.000. Mới sơn cho nên là các bạn yên tâm về vấn đề mà chạy xước rồi ha. Rất là đẹp nha các bạn. Bên ngoài thì nó sẽ ngả vàng hơn là trong màn hình. Nó vàng hơn nha. Quay cách nào nó cũng không vàng được các bạn, nó sẽ vàng hơn đó. Nè, nó ánh bằng vàng chỗ này nè các bạn. Nè, đó, nó phải bằng vàng thế này nè mới đúng. Odo xe này á, xe này lên khóa an minh sẵn luôn nè các bạn ha. Đây, remote nè. Mới có 3.100 cây số thôi. Đó. Có Allen Stop nha. Chiếc màu đỏ này thì không có nè. Chiếc này không có nè. Nãy quên mình nói các bạn. Chiếc này thì có nè. Cái này là công tắc dừng cầm chừng 3 giây. Phần yên nè ha. Đời 21 nha các bạn. Mình xin nhắc lại lần nữa, giá là 37.500.000. Giá này là tại vì cửa hàng mới sơn lại cho các bạn á, mới sơn độ lên thôi. Rồi, xếp kêu về nhà đi, anh tắm bữa ăn đi. Sao nhậu rồi, chơi, xếp mới nhậu rồi.
ốc tán còn đẹp đó các bạn. Nãy hình như mình chưa cho các bạn xem cái màu đỏ. Đây. Kế đến là chiếc màu trắng này, cũng là đời 21 nha. Giá là 36.500.000. Màu trắng. Để mình xem ô đô nó nhiều ha. 8.500 cây số đó các bạn. Có công tắc dừng cầm chừng luôn nè. Xe này giá là 36.500.000 nha các bạn. Rồi, cuối cùng là chiếc màu xanh này. Kiểu như xanh đọt chuối. Ôi, rất là nổi bật. Giá cũng là 36.500.000 cả chiếc xe này và chiếc xe kia, màu xanh lục bảo luôn, đều là đời 21 hết, chỉ có chiếc màu đỏ là đời 20 thôi. Ốc tán còn rất mới nha các bạn, phía dưới còn rất là mới. Odo 7.000. Công tắc dừng cầm chừng 3 giây. Xe này còn rất sáng nha các bạn, còn rất là sáng luôn. Đó, sáng trưng. Rồi, mình xin nhắc lại nha. Ba chiếc này là đời 21 nè. Giá chiếc này là 36 năm nè, 37 năm và cuối cùng là 34 năm, đời 2020. Cả ba chiếc xe kia đều có công tắc dừng cầm chừng, chiếc này thì không có ha. Bạn nào quan tâm thì mình cứ alo ngay cho cửa hàng, số di động là 0919 735 735 đó các bạn. Còn những dòng xe vay ra 150 nữa, có thời gian mình sẽ lại tiếp tục cập nhật luôn cho các bạn. Động cơ 150 thì đây là động cơ 125 nha. Cửa hàng nhận ship xe toàn quốc và hỗ trợ bán trả góp đó các bạn.
tất cả các dòng xe ở đây, từ xe đã qua sử dụng cho đến là xe mới đó các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn.